Xin chào thầy và tất cả các bạn. Sau đây em xin đại diện nhóm 2 thuyết trình về đề tài biện pháp giúp học sinh yếu kém học tốt môn toán lớp 4, giảng viên hướng Lê Mạnh Hà. Nhóm chúng em gồm 6 thành viên: 1 Lê Thị Hương Ly, 2 Lê Huy Hoàng, 3 Võ Khánh Linh, 4 Nguyễn Thị Huyền My, 5 Nguyễn Thị Thu Nhuận, 6 Đoàn Thị Ngoan. Trên đây là tất cả các nội dung mà nhóm chúng em muốn trình bày ngày hôm nay. Thứ nhất, lý do chọn đề tài. Thứ hai, ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Thứ ba, mục đích. Thứ tư, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Thứ năm, nội dung. Thứ sáu, kết quả. Và cuối cùng là hướng phát triển. Trước hết, về lý do chọn đề tài. Chương trình toán tiểu học có vai trò quan trọng lớn, đặc biệt với chương trình toán lớp 4. Toán góp phần hình thành và phát triển nhân cách của học sinh, cung cấp những tri thức khoa học ban đầu về số học, số tự nhiên, số thập phân, các đại lượng cơ bản, giải lời văn, tìm hiểu kinh nghiệm và tìm tòi những phương pháp thích hợp để giúp học sinh yếu kém môn toán trở nên yêu thích và học tốt hơn, đặc biệt là để đáp ứng việc đổi mới nội dung cũng như phương pháp dạy học năm 2021-2022. Thì chúng tôi thực hiện đề tài này để vận dụng đề tài vào việc dạy học là phương pháp giúp học sinh yếu kém môn toán lớp 4 trong giảng dạy môn học toán lớp 4. Thứ hai, về ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Về ý nghĩa khoa học, góp phần củng cố phương pháp dạy học, đưa ra hướng đi đúng và dễ hiểu để giảng dạy cho học sinh. Về ý nghĩa thực tiễn. Ý nghĩa thứ nhất, rút ra được kinh nghiệm giảng dạy, trong đó có kinh nghiệm rèn học sinh yếu kém. Ý nghĩa thứ hai, giúp giáo viên dễ dàng tiếp cận cũng như giảng dạy cho học sinh toàn lớp 4. Của đề tài, mục đích thứ nhất, giúp học sinh yếu môn toán nắm kiến thức vững hơn. Mục đích thứ hai, lấp đầy các chỗ hổng kiến thức. Mục đích thứ ba, nâng cao kỹ năng giải bài tập toán. Mục đích thứ tư, nâng cao chất lượng giảng dạy và làm nền tảng vững chắc cho các em lớp trên. Thứ tư, về đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Về đối tượng, học sinh lớp 4 còn yếu kém môn toán. Phạm vi nghiên cứu, học sinh lớp 4 trường tiểu học số 2 Hương Chữ, chương trình toán lớp 4 với các nội dung như sau: các số tự nhiên, các phép tính với số tự nhiên, các dạng toán có dạng lời giải, phân số các phép tính với phân số. Thứ năm, về nội dung của đề tài. Trước hết, về cơ sở lý luận, học sinh yếu kém về toán là những học sinh có kết quả về môn toán thường xuyên dưới mức trung bình, đòi hỏi tốn nhiều công sức và thời gian hơn so với những học sinh khác. Về mặt lý luận, người thầy cô phải nắm vững các đặc điểm của học sinh yếu kém để từ đó đề ra các giải pháp phù hợp nhằm khắc phục tình trạng yếu kém trong học toán của học sinh. Về cơ sở thực tiễn. Cơ sở thực tiễn thứ nhất, việc giúp đỡ học sinh yếu kém phải được tiến hành ngay cả trong những tiết dạy học đồng loạt bằng các biện pháp phân hóa nội tại thích hợp. Thứ hai, giáo viên chưa tích cực trong việc giảng dạy, chưa quan tâm đến học sinh yếu. Thứ ba, chưa có dụng cụ hỗ trợ dạy học đầy đủ làm cho học sinh cảm thấy nhàm chán. Thứ tư, học sinh chưa nắm vững kiến thức toán như bảng cựu chương, chỉ thuộc những thuộc theo kiểu học rèn. Nội dung tiếp theo, giáo viên phải đến lớp sớm hơn để quản lý việc truy bài đầu giờ, cho học sinh đọc bảng nhấn chia, nhất là đối với học sinh yếu. Thứ hai, nếu thấy học sinh lớp mình còn yếu, chưa nắm vững kiến thức, thì giáo viên cần dừng lại ngay và ôn những kiến thức cũ có liên quan đến bài học rồi tiếp tục dạy bài mới. Thứ ba, giáo viên có thể sử dụng bảng giáo án điện tử với những chữ số hay hình ảnh linh động nhằm gây sự chú ý đối với học sinh. Về kết quả, sau khi tìm hiểu được thực trạng thì đề tài có đề ra một số biện pháp như sau. Biện pháp thứ nhất, kiến thức cơ bản về các phép tính ngày càng vững chắc. Biện pháp thứ hai, vốn ngữ ngày càng phong phú hơn. Biện pháp thứ ba, xác định được các bước giải một bài toán có lời văn. Biện pháp thứ tư, học tốt môn toán. Trên đây là cụ thể các phương pháp. Biện pháp thứ nhất, để kiến thức cơ bản về các phép tính của các em ngày càng vững chắc. Tiến hành, trong những tiết luyện tập, các bài kiểm tra bao giờ cũng có các phép tính đặc tính đôi tính. Chúng ta phải xem kiến thức cơ bản này là tiêu chí thấp nhất. Thường xuyên kiểm tra các bảng tính cộng trừ nhân chia, thường xuyên gọi các học sinh làm bài phép tính cộng trừ nhân chia và bắt buộc đều phải làm được. Biện pháp thứ hai, để vốn ngữ của các em ngày càng phong phú hơn, cho các em thảo luận nhóm để phân tích đề toán thật kỹ trước khi giải.
Khi phân tích đề, giáo viên cần phân tích thuật ngữ toán học thường gặp trong các dạng toán có lời văn, cần phải hướng các em đọc sách báo thật nhiều. Biện pháp thứ ba, để giúp học sinh xác định được các bước giải một bài toán có lời văn, trước hết phải xác định được hai yếu tố, một là phần cho biết, hai là phần câu hỏi. Bước 1, xác định mối quan hệ giữa phần đã biết và phần chưa biết để từ đó nhận ra dạng toán cơ bản đã học để áp dụng vào việc giải toán. Bước 2, lập kế hoạch giải toán. Bước 3, thực hiện các phép tính theo trình tự kế hoạch. Bước 4, thử lại đáp số vừa tìm được có trả lời đúng câu hỏi của bài toán hay không. Đặc biệt đối với các lớp yếu toán có lời văn, khi hướng dẫn giải, giáo viên cần thực hiện đầy đủ các bước trên và không bỏ sót chi tiết nào. Biện pháp thứ tư, để giúp học sinh học được môn toán cần thường xuyên kiểm tra bảng cửu chương, luyện cho học sinh tính nhẩm, cho học sinh nắm được các quy tắc tên số trong mỗi phép tính, đặc biệt là phát huy tính tích cực của học sinh trong các tiết dạy. Ngoài những biện pháp trên thì vẫn còn một số biện pháp như sau. Trên các tiết dạy, giáo viên nên tận dụng các công tác ngoài giờ, công tác chủ nhiệm, ví dụ như đến gia đình để tìm hiểu những học sinh khó khăn và khó khăn ở mức độ nào. Tạo sự hứng thú nhẹ nhàng nhắc nhở học sinh khi các em không nhớ bài, lựa chọn những câu hỏi phù hợp cho từng học sinh. Đặc biệt, mỗi người giáo viên cần nắm chắc chương trình, nắm được các đặc điểm của từng học sinh yếu để từ đó đưa ra các biện pháp giải quyết phù hợp với từng đối tượng. Sau những đối tượng, giáo viên cần nắm rõ những học sinh nào chưa nắm rõ, học sinh nào chưa tiếp thu bài tốt để từ đó lên kế hoạch bồi dưỡng kịp thời. Sau khi tìm hiểu thực trạng và cũng như đề ra một số biện pháp, thì đề tài có các hướng phát triển như sau. Hướng phát triển thứ nhất, tổ chức các chuyên đề, hội thảo, mở các lớp tập huấn để không ngừng nâng cao kỹ năng tổ chức cho giáo viên là nhu cầu cấp thiết. Thường xuyên tổ chức các hoạt động nâng cao tính tự học của học sinh. Tăng thêm đồ dùng dạy học trong các tiết toán. Mở rộng phạm vi với chuyên đề học sinh yếu toán ít nhất mỗi năm một lần. Giáo viên phải linh hoạt trong việc lựa chọn biện pháp và ứng xử sư phạm. Trên đây là bài thuyết trình của nhóm chúng em. Cuối cùng cảm ơn thầy và tất cả các bạn đã lắng nghe. Bấm nó.